Mến chào cô bác anh chị, các bạn và các em. Nhìn cái món này mình tưởng đâu là thịt gà, nhưng mà thực ra nó là món chay. Món chay được làm từ nấm, cho người ăn chay hoặc là ăn mặn đều được. Là món ngon thường ngày cho gia đình của mình hoặc là làm món đãi khách đãi tiệc. Món này mình có thể ăn với cơm, khoai tây luộc, khoai tây nghiền. Bên ngoài thì giòn, còn bên trong nè, không bị khô, có độ dai dai, mềm mềm, giống như là gà chiên da giòn. Với thành phần nguyên liệu và gia vị, mình khuyên có để trên màn hình video và giới thiệu sơ qua để cô bác anh chị mình chuẩn bị. Đây mình có 350g nấm đùi gà, 20g gừng, ớt với lại hành. Nếu mà ăn chay trường thì mình lấy hành baro, còn ăn chay cho khỏe thì mình lấy hành lá, dưa leo để chút nữa mình ăn kèm. Đây là bánh tráng. Đây là bột chiên giòn. Bột chiên giòn thì công thức và cách làm mình khuyên có chia sẻ để ở đây. Cô bác anh chị nhìn bên góc phải màn hình là thấy nè. Rồi đây là bột chiên xù và mè. Cô bác anh chị em mình làm thứ tự các bước như mình khuyên chia sẻ thì sẽ nhanh hơn. Đầu tiên đó là mình đập dập 20g gừng hoặc là cắt miếng mỏng cũng được nữa. Bước tiếp theo mình nấu một nồi nước. Gừng mình lấy nhiêu đây, chừa cái này lại để chút mình làm sốt. Rồi cho vào nồi luôn. Rồi cái gừng còn lại này mình băm nhuyễn. Rồi một cọng hành lá mình cũng cắt nhuyễn ra luôn. Hoặc không thôi ăn chay mình có thể ăn với lại ngò rí. Ớt thì mình bỏ hạt. Một nửa ớt mình cắt sợi để chút nữa mình trộn chung dưa leo. Còn một nửa mình sẽ băm nhuyễn. Nấm này mình khuyên đã rửa sạch. Mình có thể rửa với muối hoặc là rửa với bột mì cũng được luôn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì nước bắt đầu sôi. Mình cho hết vô luộc khoảng 5 hoặc là 7 phút. Cái bước này giúp cho cái nấm nó mềm đó, để mình cắt cho nó dễ. Mình để lửa trung bình, bếp chính số, mình để số 5. Tiếp theo dưa leo mình sẽ cắt sợi. Hoặc nếu có cái đồ bào giống mình khuyên á, thì mình sẽ bào để mình lấy cái sợi dưa cho nó dài. Và mình không có lấy hột, mình chỉ lấy bên ngoài thôi, cho nó giòn. Nhanh thiệt nhanh, mình có dưa leo bào. Và nếu không thích dưa leo thì mình cũng có thể làm với lại bắp cải. Xong mình cho ra tô. Nấm đã xong. Mình cho ra cái dĩa, chờ cho nó nguội chút xíu. Rồi mình mới cắt được. Cái nước luộc nấm mình để dành chút xíu nữa mình làm món khác. Tiếp theo mình pha sốt. Sốt mình sẽ có một muỗng canh nước tương. Một muỗng canh đầy dầu hào. Một muỗng canh tương cà chua. Nếu nhà không có con nít đó, thì mình cho tương ớt. Nó sẽ ngon hơn. Cay cay. Hai muỗng cà phê đường cát vàng. Nếu như ăn mặn thì mình cho một muỗng canh đường cát. À, muốn ăn, nếu ăn ngọt chứ mình cho một muỗng canh, tức là 3 muỗng cà phê. Một muỗng cà phê ớt hoặc là tùy theo mình thích nhiều cho nhiều. Mình trộn đều lên. Đây là cái nước luộc nấm. Cho 2 muỗng canh nước luộc nấm. Trộn đều lại xong rồi mình nếm có vừa khẩu vị gia đình không. Canh chỉnh bằng giấm hoặc là chanh. Mình cho một muỗng cà phê. Cuối cùng là tiêu. Nấm cũng nguội rồi mình sẽ cắt ra. Đưa dao như vậy nè, nghiêng nè. Cái mình cắt như vậy, cho nó trải dài ra đó. Dao bén quá lợi hại ghê.
Đụng cái là nó đứt luôn à. Không có làm cho nó đứt nữa. Cắt những cái đường xéo vậy, cho nó thẳng ra, nó không có cong lại nữa. Đồng thời là nó dễ thấm gia vị. Rồi như vậy. Rồi mình cho nó lên dĩa. 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê bột nêm, một chút xíu tiêu xay. Rồi mình trộn đều lại. Rắc đều hai mặt nắm cho nó thấm gia vị. Và cái này nó đang còn ấm nóng, thành thử ra mình rắc lên là nó tan liền luôn. Và nó thấm cũng nhanh. Và bây giờ mình đi nấu sốt với 2 muỗng cà phê dầu ăn. Gừng lúc nãy còn lại mình cho hết luôn luôn. Rồi mình phi cho thơm. Sau khi gừng nó thơm, thiệt thơm rồi, lúc này mình cho sốt vô. Chờ cho sôi lại, mình nấu thêm khoảng 1-2 phút cho cái sốt nó hơi sệt lại chút xíu. Rồi cho ra tô. Sáu mươi gram bột chiên giòn, cái nước luộc nấm lúc nãy nè, mình cho từ từ, bây giờ nó cũng ấm ấm, nhớ là nó ấm á. Tiếp theo mình lấy tinh bột bắp hoặc là bột chiên giòn cũng được. Mình sẽ rắc một lớp mỏng lên, cho nấm nó có cái độ nó hút nước bớt đó. Thì chút xíu nó mình chiên nó giòn. Hồi xưa mình khuyên không có biết cái này, cái mình làm xong cái nấm nó chảy nước quá chừng luôn, làm cho hết giòn. Sau này mình làm xong rồi rút kinh nghiệm, mình lật lại, tiếp tục thêm lớp mỏng nữa. Đây là bánh tráng. Mình chọn cái bánh đa nem á, nó lại càng giòn. Khăn sạch mình nhúng với nước ấm nóng, sau đó mình lau lên bánh, giúp cho bánh nó có cái độ ẩm, chút mình gói nó không có bị bể. Mình không có nhúng trực tiếp vô nước, bởi vì nhúng trực tiếp vô nước là chút nữa nó không có giòn. Cứ mỗi cái là mình cần 2 cái bánh tráng. Khi mình cho bột nó cũng dính vô cái lớp bánh tráng nữa. Gắp cái này vô. Gắp cái này vô. Rồi như vậy là xong. Và để cho chút xíu nó mình chiên nó không có bị phù đó, thì mình lấy cái mũi dao chăm vài lỗ ở trên bánh tráng. Nhớ chăm cả hai mặt luôn. Nhúng vô bột nè. Rồi cho qua bột chiên xù. Nếu mình thích dày thì nhúng hai lớp. Tức là mình nhúng qua thêm một lớp bột mỏng nữa, bột ướt. Rồi qua một lớp bột xù. Như vậy thì nó dày hơn. Rồi sau đó thì nếu mà có thời gian thì mình để trong tủ lạnh, tức là ngăn lạnh 5 độ C trong vòng 10 phút để cho cái bột chiên giòn nó dính lại đó, chút mình chiên nó không có rớt. Tiếp theo mình cho dầu vô chảo để chiên. Mình cho khoảng chừng 3 mm dầu nóng và lên suối bọt như vậy. Mình cho vô chiên. Bây giờ cô bác anh chị thấy nó cứng cứng á,
do mình cho vào trong tủ lạnh và không có đậy. Lửa mình chỉ để trung bình thôi. Cho vô xong mình để im, đừng có di chuyển để cho nó không có rớt bột. Do là nấm đã chín, thành thử ra mình chiên cũng nhanh lắm. Chỉ cần vàng bên dưới thì mình lật lại. Sau khi lật lại xong thì mình tăng lửa lớn lên để cho nó nhanh vàng cái vỏ bên ngoài, đồng thời là nó không có bị hút dầu. Rồi, mình vớt ra để đứng lên cho nó chảy dầu. Bước tiếp theo mình trộn dưa leo, cho ớt nè, một chút xíu hành lá, khoảng 2 muỗng canh sốt. Và mình trộn lên. Quá giòn. Wow, ngon ơi là ngon. Cái cách làm này thì cái món này nó giòn cho đến chiều luôn. Và chỉ đơn giản là nấm, mình đã làm ra một món rất ngon luôn. Như là món ăn nhà hàng, món ăn để tiệc tới khách. Món chay mà biết nấu ngon là ăn ngon hơn món mặn luôn. Bây giờ mình sẽ thử một miếng nè. Vị ngon, thơm, bên ngoài giòn, còn bên trong nấm nó dai dai, ngọt ngọt, mềm mềm. Anh Quyên mến chúc cô bác anh chị và gia đình mình thêm món ngon, món chay ngon. Và đừng quên đăng ký kênh chay để nhận thông báo khi Bình Quyên có video mới và vào xem sớm nhất. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới.